xem gì đâu người nam nhi bị mất cục bộ khuôn mặt sao vụ cháy. Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 8 năm 2013 khi ông Robert Chelsea, 68 tuổi, đang đứng cạnh chiếc xe của mình ở Los Angeles, bất thần có một chiếc xe ô tô do một bác tài say rượu đâm trúng. Cú đâm khiến chiếc xe bắn lên và bốc cháy. Ông Robert Chelsea được xác định bỏng tới 60% cơ thể. Sau vụ tai nạn sợ hoàng, ông Robert Chelsea bị hôn mê suốt 6 tháng trong bệnh viện. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ông Robert Chelsea phải nằm viện thêm 6 tháng nữa và phải trải qua 30 cuộc phẫu thuật. Đến tháng 11 năm 2014, ông được ra viện. Hậu quả của vụ tai nạn ô tô khiến ông bị mất đi đôi môi, một phần mũi và tai trái, đáng buồn hơn đây lại là những bộ phận cơ thể không thể tái tạo được. Từ đó, ông Robert Chelsea sống với một gương mặt dị dạng, điều này đã ảnh hưởng không bé dài tới công việc sở danh của ông. Nhiều người chơi đã từ bỏ Robert Chelsea, trẻ em nhìn thấy ông đều sợ hãi. Nhiều năm sau tai nạn, vấn đề ăn uống của ông Chelsea vẫn rất khó khăn. Ông Robert Chelsea cho biết, mình đăng ký vào danh sách chờ ghép mặt vào tháng 3 năm 2018, nhưng không tìm thấy người hiến tặng nào có màu da phù hợp. Tại Mỹ, nhu cầu ghép tạng rất lớn, đặc biệt với những người da đen. Theo thống kê, chỉ có 13,5% người hiến tặng đăng ký đã tết là người da đen, trong khi có 30% những người chờ ghép tạng là người da đen. Có lần, Robert Chelsea đã phải từ chối một ca hiến tặng vì màu da quá sáng so với ông. Vào tháng 7 năm 2019, Robert Chelsea đã thu được một cuộc gọi vào lúc 21 giờ. Các thầy thuốc thông báo có một người hiến tặng gương mặt phù hợp với ông. Ngay lập tức ông quyết định sẽ lên đường tìm kiếm cơ hội cho mình, ông lên tàu bay tới Boston vào ngày hôm sau. Trong khi đó, tại bệnh viện các y thầy thuốc đã chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật lớn. Cuộc phẫu thuật khai mạc lúc 3 giờ sáng sau cuộc điện thoại cho ông đúng 2 ngày. 45 y thầy thuốc và nhân viên y tế đã được huy động tham gia cuộc phẫu thuật. Ông Robert Chelsea đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 16 giờ, đồng thời biến thành bệnh nhân da đen đầu tiên và già nhất thế giới từng được ghép toàn bộ gương mặt. 45 y thầy thuốc phẫu thuật trong suốt 16 giờ để lấy lại gương mặt cho ông Robert. Bác sĩ phẫu thuật chính Bodan Bomahat, trưởng khoa cấy ghép phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Brigham cho biết, Robert Chelsea là bệnh nhân ghép mặt thứ 15 ở Mỹ. Mặc dù ông là bệnh nhân cao tuổi nhất được ghép mặt, nhưng chỗ ghép nối tiến triển tốt, bình phục nhanh đáng kể. Sau 3 tháng theo dõi trong bệnh viện, ông Robert Chelsea đã được trở về nhà ở Los Angeles. Trước đây, vào năm 2007, từng có một bệnh nhân người da đen tại Paris được ghép một phần gương mặt. Robert Chelsea nói, trải nghiệm này là một hành trình đáng ngạc nhiên đối với tôi, với nhiều thử thách. Tuy nhiên hôm nay tôi rất phấn khích khi nói rằng tôi đang trên đường bình phục nhờ vào đội ngũ thầy thuốc và nhân viên hoàn hảo tại bệnh viện Brigham and Women, nhờ sự yêu đương và cung cấp của gia đình, anh em và cả niềm tin vững chắc của tôi nữa. Xin Chúa ban phước cho người hiến tặng và gia đình anh ấy, những người đã chọn tặng tôi món tiến thưởng quý lạnh này và cho tôi cơ hội thứ hai. Ngôn ngữ không diễn đạt nổi cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy được ban phước lành khi nhận món tiến thưởng hoàn hảo đến vậy. Bác sĩ Bodan Bomahat nói, chúng tôi mong muốn được nhìn thấy một sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống của Robert. Kinh nghiệm trước đây của chúng tôi đã chứng minh rằng ghép mặt là một lựa chọn khả thi cho những bệnh nhân bị biến dạng nặng và chức năng hạn chế không có lựa chọn thay thế. Tiếp tục mở rộng điều trị này cho nhiều bệnh nhân hơn, chúng tôi đang tìm ra những cách đo lợi ích bệnh nhân đồng thời xác định các cơ hội để hạn chế đen đủi của ghép mặt thông qua các phác đồ ức chế miễn dịch mới. Ngoài hiến gương mặt cho bệnh nhân Robert Chelsea, người hiến tặng còn cứu sống thêm được 3 người khác. Chi phí cho ca phẫu thuật ghép mặt rất lớn, hiện gia đình ông Robert Chelsea không đủ năng lực tài chính và phải kêu gọi cung cấp từ đồng đội để trang trải chi phí. Ông viết trên trang quyên góp rằng, điều mong muốn nhất của ông là ông có thể hôn má con gái mình một lần nữa.